Tại thường ở bên Hàn thì những cái gia đình đa văn hóa là giống như là những cái chú rể mà lấy kết hôn với người nước ngoài cả nhà, là đa số là cũng như là ở bên đây thì họ không có điều kiện á, kiểu như đa số thôi nhưng không phải là Châu nói hết nha. Thì thường thì người ta gặp mình, người ta biết mình vậy, người ta cũng có nhiều người rất là thương luôn, người ta thương mình á, người ta nghĩ là hoàn cảnh cũng khó khăn á, rồi cái người ta hỏi coi vậy đó, rồi có muốn lấy không ta cho. Xin kính chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, chiều giờ là buổi chiều Châu cũng đi làm gì vậy đó. Thì hôm nay Châu có cái này ở quán cho nè, chiều nay Châu với bé Na sẽ ăn những cái này. Cái này thì là hô bát, là bí cả nhà, bí mà bí đỏ đó. Người ta cái gì á, là chỗ Châu làm sắt ra cái trộn với bột chiên chiên xong cái cắt miếng miếng vậy nè. Cái có khách vô làm đồ ăn phụ của khách á thì sẽ có trong đó có món này nữa, kêu là banh chan ở Hàn Quốc. Mở điện thoại xuống là mới mở ra được cái dạng như nước sốt á. Hồi nãy Châu hỏi cô á gì, Châu kêu là gì thì dì nói là cái này là dì làm, mai cái gì kia làm. Thì cái này là cái nước sốt để trộn với bắp cải Đà Lạt với lại củ cải đỏ, bắp cải Đà Lạt sắt á cả nhà, sắt nhuyễn nhuyễn rồi cái gửi lên ăn. Thì bé Nai nhà Châu á thường thường nó cũng thích ăn kiểu vậy lắm á, mấy lúc kêu gà thì có cái món đó nên nó thích ăn. Cái Châu thấy vậy, cái Châu hỏi là món này gì làm hay là mua, đặng nếu mà biết đặng Châu mua để cho bé Na ăn á, cái này nó ngon hơn cái mayonnaise nữa. Thì dì nói là cái này làm từ mayonnaise với lại dâu tây với lại một miếng nước ngọt á, nước ngọt có ga cả nhà. Thì dì nói vậy nhưng mà Châu không có được thấy cái công thức làm, thì để Châu cho bé Na ăn thử cho nên nếu mà bé Na thích ăn á thì mốt Châu mua cho, tìm hiểu Châu làm cho bé Na nó ăn. Tên đây, còn đây là thịt cả nhà, thịt heo. Thì ở quán buổi trưa thì thường Châu làm xong á, xong thì sẽ được ăn cơm trưa ở đó. Thì mỗi bữa mỗi món tùy. Hôm nay thì cái món này là cái món ngoài thực đơn của quán, quán đó thì thịt bò với những món món ăn cơm không, trong đó thì không có món này, món này là ngoài không không có trong thực đơn của quán. Thì hôm nay gì làm cho ăn á, ăn xong còn dư cái gì cho Châu đem về nhà cho Châu với bé Na ăn. Đây nữa, đây cũng là cái cải bẹ thảo á cả nhà, cũng ăn còn dư cho Châu đem về. Đây đồ cho không à, bữa nay được đồ cho không à. Châu cũng may á là Châu đi làm á cả nhà. Thôi để chiều Châu rủ Na quay ăn cơm chung, ngoài Châu tâm sự kể cho cả nhà nghe. Giờ Châu cũng sắp tới rồi, đi rước bé Na rồi. Giờ Châu sẽ đi rước bé Na, gần chút hai mẹ con Châu sẽ gặp lại cả nhà nha. Trời 4 giờ còn nắng quá trời. Giờ rước bé Na về rồi, giờ là Châu làm cơm hai mẹ con ăn. Ôi, nhiều quá trời nhiều luôn. Thấy vậy thấy bỏ trong hộp vậy chứ quá trời nhiều luôn. Xong rồi cả nhà ơi. Kính chào ông bà cô chú cả nhà nha. Con năm đứa ông bà nay là cô bé Hồng Lai bị nó ông hơi cái dài cầm
có dạy thằng là ông bà có dạy phải không, ông bà có dạy nhớ phải không, ông bà ông bà có thích thương quá. Thương bà cô chú. Thương ông bà cô chú. Nói từ từ thôi cũng được, nói hơn. Thương ông bà cô chú. Nói lành quá rồi không nhớ rồi, cà lâm, giỏi quá rồi, con ăn cơm đi. Xin kính chào cả nhà rồi. Chiều nay hai mẹ con cho ăn này cả nhà. Món ăn mấy cái này là ba món này là đều được cho. Có cái dao á, cái dao này mà, cho ở nhà cho cả. Cắt cái đó cho con hả? Ông bà cô chú ơi, nay ăn cơm nghe. Châu á cả nhà, châu hên á, là không phải là hên mà cái châu á, được mấy dì châu làm trong đó đó, mấy dì, hai dì rồi với cái người quản á, ai cũng thương hết trơn á. Nên là cái người quản á thì quen, có người quen ai đó, cái lâu lâu có đồ ấy, đồ mà đồ của mấy đa bận mà mấy lúc châu có quay đó, là người ta cho cái cổ cũng người quen của cái người quản đó, đó là cái xin cho bé Na. Tại cũng như có hỏi châu là có bận đồ như vậy không á, đồ qua sử dụng không á, mấy lúc cũng có hỏi. Tại thường ở bên hàng thì những cái gia đình đa văn hóa là giống như là những cái chú rể mà lấy kết hôn với người nước ngoài, cả nhà là đa số là cũng như là ở bên đây thì họ không có điều kiện á, kiểu như đa số thôi nhưng không phải là châu nói hết nha. Thì thường thì người ta gặp mình, người ta biết mình vậy, người ta cũng có nhiều người rất là thương luôn, người ta thương mình á, người ta nghĩ là hoàn cảnh cũng khó khăn á, rồi cái người ta hỏi coi vậy đó, rồi có muốn lấy hơn ta cho. Rồi thức ăn này cũng vậy, cái gì đó cũng hỏi châu, mấy lúc trước á thì có hỏi châu là cũng như ăn vậy đó, rồi con có muốn lấy không, lấy thì cô gói cho con đem về. Thì con châu nói dạ cho thì con lấy. Thế là từ đó tới giờ á là cứ đồ ăn mà ăn còn dư á là cô gói cho châu đem về, thương lắm. Gói rồi không phải gói đồ ăn, gói này kia cho nó, cho gao nè. Rồi châu nói cái này hỏi thăm, cái này hỏi làm sao á, cái châu nói cho con miếng gì à, con cho bé nhà con ăn thử, nếu mà nó ăn nó hợp á thì con sẽ làm cho nó ăn. Cái cổ cũng cho, nói chung là châu đi đâu, cái số của châu á là đi đâu cũng được người ta thương hết trơn á, cũng may mắn là cái điều đó. Rồi kem á cả nhà, ở chỗ đó người ta bán quán thịt bò quá ăn đó, nhưng mà có cái thùng để đựng kem. Thì kem thì ai ăn cơm ra xong là muốn ăn kem là có kem ăn, là giống như là cái đó là để ăn miễn phí á. Cái lâu lâu cái cô có cái gì đó cũng lấy bọc cho châu xách về cho bé Na ăn, xách về mà nhà châu ít có cho bé Na ăn nên là ít ăn lắm. Chứ lâu lâu cái cổ lấy bạch cổ tấm cho chừng một chục cây em về, không gầy kêu châu lấy nữa, mà châu nói thôi đi để chừng nào ăn hết. Tại vì nhà châu á, châu không có cho bé Na ăn thường nên là còn hoài hả. Lấy chồng ở đâu cũng vậy, ở nước Việt Nam cũng vậy, mà nước ngoài cũng vậy. Mà nước ngoài cho thấy càng tiết kiệm hơn là ở Việt Nam. Ở nước ngoài thì vậy đó, mình phải tiết kiệm. Cái đời sống vật giá nó cao á, mà ví dụ chồng ông xã mình không có được cái lương, không có được cao á, không đủ sống, thì mình phải biết tiết kiệm cái nào được thì nó đỡ cái đó. Chứ còn cứ nghĩ đua đòi theo người ta không rồi không được, khổ. Con sao con không ăn nè, con ăn thịt giống mẹ, con gói giống mẹ nè. Chứ gọi một cái sức thương dạ. Ừ, không có ăn rồi không? Chỉ có lần như còn một cái sức thương dạ. Thế đâu có gì có tốt. Chỉ có lần như còn lần như còn lần một cái sức thương dạ. Ừ, thế đó. Mấy chồng ở đâu cũng vậy á, mình phải chấp nhận và tùy theo hoàn cảnh để mình sử dụng tiêu xài cái số tiền cho nó hợp lý. Ví dụ như nhà già, nhà hơi khó khăn thì mình cũng vậy đó, nhà châu cũng vậy đó, gia đình hàng nào châu cũng quay thì thiệt khách vậy đó cả nhà. Mua đồ thì cũng mua mấy tiệm đồ cũ, ông mà, đồ
tới Sài Gòn. Mà tôi bút chờ đi sao? Không có, có thịt không mà con, với trứng vậy thôi đó, ly nấm vậy thôi đó, chứ không có bột. Rồi bé Na đó cũng bận đồ cũ. Vậy sao con ăn được con nha, gái bự quá vậy. Chứ nhà mà không có điều kiện mà cái gì cũng mua rồi cái gì cũng xài thoải mái là chết luôn. Nó gãy rồi đó con. Không gãy rồi. Nó là hoàn toàn gớt. Mà bu sao đời vậy con? Rồi nó liếm. Nó phải ăn món này. Mẹ ăn thử miếng nha. Ngon không? Ừ. Cái này của bà, của dì, bà dì cho mẹ đó. Con kê vô đây nè, con ăn đi rồi ăn còn nhiêu trở lại. Chứ cắt rồi lấy đâu chỗ con cầm. Mà lâu lâu mới có đồ dư này. Đồ dư này cho đem về. Chứ thường thì ăn những cái món ở quán á thì múc ra rồi nó có phần hết à. Nấu có phần nhiều ăn hết nhiều. Không thôi ăn dư chút thì bỏ. Còn cái này làm kiểu như làm trong cái chảo, nguyên cái chảo to. Rồi cái ai ăn thì múc ra dễ riêng. Rồi còn cái phần trong cái chảo lại thì nhằm khi gì làm nhiều quá nó dư á, rồi được cho đem về nhà ăn. Ở bên đây thịt heo đó cả nhà, người ta làm món nào thịt heo là cũng phải bỏ rượu vô chứ, nếu không nó tanh lắm. Thịt heo bên đây nó tanh hơn thịt heo Việt Nam, kiểu như là thịt đông đá cả nhà. Đúng rồi. Ăn cơm ha. Quên nữa, mẹ có hâm canh cho con mà chưa lấy ra. Cái hầm canh cho bé Na. Cái nào mơ coi cho bé mình đã. Cái nào mơ coi cho bé mình đã. Hầm mơ coi cho bé. Ừ. Ăn mới được. Mẹ hâm rồi. Không ăn. Cái lòng ấm mà thò mà cọc của người. Múc cơm ăn lẹ nè. Cứ lâu mà mà chả mơ có cung mì. Ngồi mẹ lấy mẹ đút cho. Ngồi dài quá. Hai mẹ con cho quay tới đây thôi cả nhà. Xin chào bà cô chú nha. Sao ngủ ra. Thì Châu xin cảm ơn cả nhà đã xem video của hai mẹ con trong buổi chiều nay nha. Thì chia sẻ đó à, bữa ăn được người ta cho nhưng mà ăn cũng ngon. Thì cuộc sống vậy đó cả nhà, ở đâu cũng vậy à, mình phải biết tùy hoàn cảnh à, chồng tùy hoàn cảnh của chồng á, thương chồng thương con thì phải cùng nhau mà gọi là sao, chấp nhận, kiểu như là cùng nhau sao kiểu như sao trời nói không biết. Châu cái da là văn lệ ấy của Châu nó dở lắm, bởi vậy nhưng khi Châu nói chuyện không có được hay. Cùng nhau cố gắng hiểu cho nhau. Thì hôm nay Châu chia sẻ bữa ăn đơn giản
Thì Châu với Anna chiều nào cũng vậy, rất là đơn giản luôn. Bữa nay có thịt heo rồi cũng gọi là ngon rồi đó, chứ nhầm bữa là nhầm khi còn đơn giản hơn nữa, hổng gà Châu ăn nhầm khi á Châu ăn trong quán rồi về nhà Châu không ăn nữa, ăn 2 giờ á rồi cái ăn hơi nhiều, cái về tối ăn lặt vặt này kia, ăn trái cây hoặc là ăn bánh trái này kia thôi chứ không ăn cơm. Bữa nay thì ăn chung với bé Na cho vui. Rồi thì Châu xin cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào ông bà cô chú đấy các. Nếu cả nhà thấy thích video hãy cho tôi xin một like, một lượt đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông rung để theo dõi những video tiếp theo của Châu. Và nếu có thể thì cả nhà cho tôi xin một lượt chia sẻ để nhiều người khác biết đến kênh. Xin kính chào đấy con. Kính chào ông bà cô chú. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Con kê sát như này nè để nó gớp.